À, vâng, shop em lại gửi lời chào là kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê đi bẫy cuốc, bẫy những con cuốc mồi nhá. Đấy. Hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu đến các bác một cái lô lụp bẫy cuốc hàng mới về trong những cái ngày cuối năm, cũng sang đầu xuân năm mới năm 2024 thì em chuẩn bị hàng để gửi hàng cho các bác anh em nhé. Thì đầu xuân năm mới em cũng chúc tất cả các bác anh em trên mọi miền tổ quốc có một sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và nhiều điều may mắn sẽ tới anh em nhé. Hôm nay thì sẽ giới thiệu cho các bác combo những cái bộ lụp bẫy cuốc hay loa bẫy cuốc anh em nhé, để phục vụ anh em. Đầu tiên sẽ giới thiệu đến các bác là một cái mẫu loa bẫy chim bẫy cuốc YS898 như bác thấy trên hình đây, phụ kiện đầy đủ anh em nhé, màu dàn di quân đội nhân dân Việt Nam. Mẫu này thì giá chỉ hơn 300.000 đồng nhé, hơn 300.000, bên em sẽ bán cho các bác giá là hơn 300.000. Các bác mua theo lụp bẫy cuốc anh nhé, hoặc con cuốc giả nhồi keo như thấy trên hình đây. Đấy, là bên em nhồi keo và sấy khô rồi, làm sẵn cho các bác rồi, các bác về chỉ việc đánh thôi nhá. Giá là 150.000 đồng anh em nhá, 150.000 đồng các bác mua theo lụp ạ. Thế còn các bác mua lẻ là giá là 200.000 đồng một con nữa nhá. Loa bẫy chim Q92 này anh em nhá. Và đây là một cái mẫu lụp bẫy cuốc anh em nhá, một mặt. Chất liệu của 100% là bằng inox hết anh nhá. Đấy, bên em thiết kế cho các bác là mẫu tiêu chuẩn rồi. Đấy, form tiêu chuẩn rồi. Đảm bảo các bác là đánh rất là hiệu quả anh em nhá. Một mặt này thì có 4 lò xo rất là chắc chắn nhá. Và ở ngoài này bên em là hàn tĩnh điện hết anh em nhá, và sơn tĩnh điện hết rồi. Đấy, lưới là lưới đan tay, đấy, rất là chắc chắn cho anh em nhá. Và bên em sẽ thiết kế bác là chiều rộng của nó là rộng hơn 40 nhá. Đấy, chiều rộng hơn 40 và 42. Và bên em sẽ lợp bằng cái ở ngoài này cũng nhá. Đấy, như bác thấy là sẽ ngoài này. Và ngoài này như bác thấy là nó sẽ bên em sẽ thiết kế cho bác là ở ngoài này là bên em là dạng quả gáo anh em nhá. Đấy, lợp bằng cái lá cây dương sỉ, lá nhựa cây dương sỉ nhá. Và khi anh em mua lụp bên em thì bên em sẽ tặng bác một quả chuông này nhá. Đấy, một quả chuông này, giá 800.000 đồng anh em nhá, bao ship tận nhà cho nhá. Nhận hàng em được quyền kiểm tra hàng đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền nhá. Tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bác là một cái mẫu lụp hai mặt như thấy trên hình đây. Đấy, lụp hai mặt này thì bên em vẫn thiết kế là chất liệu bằng inox hết rồi nhá. Và mỗi một bên là 4 lò xo, hai bên là 8 lò xo, rất là chắc chắn và rất là thanh, rất là đẹp anh nhá. Có chỗ sách này, vẫn tặng cho bác một cái lò xo, một cái quả chuông. Và mẫu này thì bên em đang bán với giá là 1 triệu đồng nhá, 1 triệu đồng miễn phí ra hàng toàn quốc anh nhá. Đấy, đảm bảo các bác là chắc chắn anh em nhá. Đây là chỗ đưa cuốc mồi vào này. Đấy. Và dưới này bên em vẫn thiết kế là cái tấm nhựa để con cuốc mồi vào nó không bị đau chân nhá. Đấy. Nên anh em nào đang quan tâm về cuốc giả hay là lụp bẫy cuốc hay thòng bẫy cuốc, loa bẫy cuốc thì có thể liên hệ trực tiếp bên em để đặt hàng nhá. Đấy, một cái video rất là ngắn thôi. Em xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết ạ. Xin chào tạm biệt các bác ạ.